Rất hoan hỉ chào đón các quý thính giả đang theo dõi video trên kênh Tử Vi Số Mệnh Con Giáp của chúng tôi. Nơi đây là nơi lan tỏa giá trị sống tích cực nhất. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Tử Vi Số Mệnh Con Giáp sẽ chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là top 3 con giáp giàu hết phần thiên hạ trong 45 ngày tới. Trong đó có một con giáp cực kỳ may mắn, cầu được ước thấy, tiền tài vô biên. Nội dung thứ hai là thánh nhân đãi khẻ củ khở với 3 con giáp lương thiện, luôn được thần Phật che chở, và những con giáp này chắc chắn sẽ phát tài sau 35 tuổi. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với top những con giáp cực kỳ may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 45 ngày tới hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Tử Vi Số Mệnh Con Giáp đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Theo tử vi, trong vòng 45 ngày tới thì những con giáp dưới đây là những con giáp giàu sang phát tài, càng nỗ lực càng giàu có và càng thành công. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người Tuổi Tuất. Trời sinh những người Tuổi Tuất là những người thông minh tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào những người xung quanh. Theo tử vi cho biết thì những người Tuổi Tuất chính là con giáp cầu tài phát tài trong 45 ngày tới. Theo sách sử tử vi, trong 45 ngày tới thì những người Tuổi Tuất tuy là con giáp này lại gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, con đường tài chính, và cuộc sống của con giáp thực sự cực kỳ thăng hoa. Với thời gian tới thì chính là thời điểm này cũng là vận may của bản mệnh sẽ đến bất ngờ một cách nở rộ, khi mà mọi công việc luôn luôn tiến triển một cách thuận lợi, luôn luôn suôn sẻ, và cuộc sống từ đây sẽ cực kỳ hạnh phúc đối với gia đình con giáp người Tuổi Tuất. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người Tuổi Dậu. Với những người Tuổi Dậu thì đa số là người có tính cách mạnh mẽ và táo bạo. Họ luôn có tham vọng và nhiệt huyết với mọi công việc. Nhưng tuy nhiên thì đôi khi những người Tuổi Dậu lại là những người thiếu sự kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Và đây cũng chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên thì dù có như vậy thì những người Tuổi Dậu đều gặp may mắn trong 45 ngày tới. Thậm chí là vận may còn tự kéo đến nhà của con giáp này. Ở trong công việc thì người Tuổi Dậu sẽ có những cơ hội tìm kiếm được những khoản lợi nhuận ngoài lương thì vẫn thoải mái tiêu pha, và cuộc sống từ đây cực kỳ hạnh phúc và giàu sang. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người Tuổi Mão. Trong những thời gian sắp tới thì những người Tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và những thời gian này thì người Tuổi Mão sẽ có nguồn tài chính dư dả, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi và dễ dàng. Và trong vòng 45 ngày tới thì những người Tuổi Mão chính là một trong những con giáp được thần may mắn chiếu cố. Ở trong công việc thì dù có gặp phải khó khăn đến mấy thì người Tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng, vì Mão luôn có quý nhân phù trợ và trợ giúp. Đặc biệt với những người làm kinh doanh có thể sẽ gặp cơ hội phát tài, và trong khi đó thì người làm công ăn lương đã được cấp trên đánh giá rất cao về năng lực làm việc, từ đó mà được cân nhắc được tăng lương, tăng thưởng. Và theo tử vi cho biết thì trong những thời gian tới thì những người Tuổi Mão càng chăm chỉ càng phát tài, nên cuộc sống đã lên lương, giàu sang phú quý. Đặc biệt với người Tuổi Mão trong thời gian này, nếu làm công ăn lương sẽ luôn được cấp trên cân nhắc lên một vị trí mới, có thể thăng quan phát tài. Với người Tuổi Mão mà làm kinh doanh rất dễ gặt hái được những thành tựu mới trong cuộc sống, càng ngày càng viên mãn, càng ngày và càng hạnh phúc. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về thánh nhân đãi khẻ khủ khở với top những con giáp lương thiện, luôn được thần Phật che chở, sau 30 tuổi thì giàu sang viên mãn. Với những con giáp này là một trong những con giáp có bản lĩnh lương thiện, chính vì thế mà cuộc đời gặp nhiều may mắn và phúc báo. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người Tuổi Sửu. Với những người Tuổi Sửu thì thường được mệnh danh là một trong những con giáp chăm chỉ chịu thương chịu khó và cũng rất thông minh. Ngay từ khi còn nhỏ thì với người cầm tinh con trâu đã luôn biết cách kiểm soát về cảm xúc của mình, không dễ gì nổi giận một cách vô cớ, cho nên họ luôn luôn mang dáng vẻ bình dị dễ gần, lại thêm cái tính chất phát sống thật thà với bản năng của mình nên đã khiến cho họ nhận được sự kính trọng và sự ngưỡng mộ từ mọi người. Ở trong cuộc sống thì người tuổi Sửu là một trong những người biết nhìn xa trông rộng, luôn luôn cố gắng tích lũy, sống lương thiện, biết giúp đỡ người khác nên đã được trời ban rất nhiều phước lành trong cuộc sống. Chính vì vậy, họ chính là một trong những con giáp càng hiền lành, càng giàu sang khi đã được trời cao đền đáp một cách xứng đáng. Với sự nghiệp không những thăng hoa thịnh vượng mà cuộc sống còn giàu sang sung túc, nhất là sau khi kết hôn. Với sự dịu dàng và giàu tình cảm của con giáp này chính là một trong những chìa khóa đã giúp cho gia đạo êm đềm, nhà cửa hạnh phúc đủ đầy. Có thể nói phúc khí của người tuổi Sửu khi sinh ra từ chính sự thuận lương của chính họ. Dù ở hiện tại có phải trải qua gian khó thì trong tương lai chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra, và việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ là trong tầm tay, với gia đạo luôn luôn thịnh vượng và rực rỡ là điều hiển nhiên. Với những con giáp người tuổi Sửu, chắc chắn sau 35 tuổi trở đi sẽ có cuộc sống giàu sang và phú quý. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Thân. Thân là một con giáp có tính cách khá vui vẻ và hóm hỉnh. Ở trong mọi chuyện thì họ luôn luôn nhìn theo chiều hướng tích cực. Với đa số người cầm tinh con Khỉ thường có xu hướng thiên về nghệ thuật là chính. Họ rất thích với những công việc mang tính rất sáng tạo, đặc biệt là những người phụ nữ tuổi Thân là có rất nhiều tài lẻ. Họ cũng là những người rất thích đi giúp đỡ người khác. Với người phụ nữ tuổi Thân có vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng nhờ vào tính cách hòa đồng, dễ gần nên họ đã được rất nhiều người yêu mến. Không chỉ gặp may mắn trong cuộc sống mà người tuổi Thân còn vượng về đường tình duyên. Với nữ người tuổi Thân sau khi kết hôn sẽ được chồng yêu thương và ủng hộ hết mình để họ có thể phấn đấu trên con đường sự nghiệp. Và con giáp này cũng sẽ là một trong những hậu phương vững chắc giúp cho chồng thành công trong mọi công việc. Chính vì vậy mà những người tuổi Thân sau 35 tuổi chắc chắn sẽ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Thìn. Trời sinh những người tuổi Thìn là một trong những người có tính cách mạnh mẽ và kiên định và luôn không màng khó khăn và gian nan. Những người tuổi Thìn vốn đã tham vọng một cuộc sống quyền lực và có rất nhiều tiền. Chính vì vậy mà họ luôn luôn nỗ lực và cố gắng hết mực để tìm kiếm những cơ hội thành công. Với người tuổi Thìn thường là người có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất thu hút, ở bên trong thì lại ấm áp và rất giàu tình cảm. Nên một khi ai tiếp xúc gần sẽ hiểu được họ thì sẽ cảm thấy họ là một trong những con giáp tuyệt vời, và bước vào một giai đoạn nhất định thì cuộc sống của Thìn sẽ được nâng cao lên một tầng cao mới. Tình, tiền, viên mãn có thể nói là không ai sánh bằng. Và khi bước vào năm 2024 thì Thìn gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở. Có người buộc phải đối mặt với sự hy sinh, mất mát cả về tình cảm lẫn vật chất. Nhưng tuy nhiên trời sinh người tuổi Thìn là người có bản lĩnh hơn người, và cuộc sống khó khăn thế nào, trắc trở thế nào họ cũng có thể tự mình vượt qua. Và khi bước vào những ngày tháng cuối năm 2024 thì người tuổi Thìn không những là được quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố một cách nồng hậu. Với mọi gian nan vào đầu năm đều sẽ được giải quyết ổn thỏa vào cuối năm. Bên cạnh đó thì Thìn còn gặp được nhiều cơ hội tốt có thể đổi đời vào đầu những năm sau. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.